Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Toàn cảnh Thế Giới, được cập nhật hàng ngày trên kênh The Second Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, mở đầu bản tin của chúng ta hôm nay như thường lệ sẽ là một chiến công đẹp mắt của lực lượng phòng vệ. Theo đó, quân đội Ukraine tại làng Ivanivske vùng Donetsk đã tiêu diệt một nhóm thiết giáp Nga đang cố gắng tiến lên. Được biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Bắc Mút để giành quyền kiểm soát Ivaniska, một phần trong đó do lực lượng Ukraine và Nga kiểm soát. Mới đây, Bộ Chỉ huy Nga đã điều 6 xe bọc thép cùng bộ binh vào chiến đấu trên một con phố để tiến công. Nhóm thiết giáp bao gồm các xe chiến đấu bộ binh BMD-2 và BMP-2 được cho là sẽ trấn áp bộ binh Ukraine bằng pháo 30 ly của họ. Trong trận chiến, lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy 4 xe bọc thép của Nga và hai chiếc đã rút lui. Ivanivska là vùng ngoại ô của Bakhmut, nơi đang bị quân phòng thủ Ukraine giam giữ trong địa ngục. Đoạn video cho thấy một nỗ lực tấn công của kẻ thù, 6 phương tiện tiến vào và hai phương tiện rời đi. Quân đội kể về trận chiến, chỉ huy tiểu đoàn máy bay không người lái tấn công Achilles thuộc lữ đoàn xung kích số 92 cho biết quân Nga luôn cố gắng xông vào hướng Ivanivska, về phần Ivanivske, quân xâm lược nga đang cố gắng dàn trận theo hướng cho Quả thực, một tháng trước, kẻ thù đã thành công về mặt chiến thuật và chiếm giữ các con phố phía trước Ivanivske. Tuy nhiên, hôm nay còn quá sớm để nói về việc kẻ thù đã kiểm soát hoàn toàn Ivanivske. Chỉ huy tiểu đoàn của Ukraine nói: Hiện tại, theo Deep State Map, khoảng 40% Ivanivske đã bị nga chiếm đóng, phần còn lại vẫn thuộc về quân đội Ukraine. Cuộc giao tranh khó khăn và mệt mỏi vẫn tiếp tục diễn ra theo hướng Ivanivska. Một nửa Ivanivska hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine, phần còn lại của khu định cư bị quân xâm lược Nga chiếm đóng. Những kẻ xâm lược cũng đang tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Klitschivka và Andrivka. Tuy nhiên, họ cũng không đạt được thành công quan trọng nào. Chỉ huy Yuri Fodorenko cho biết, Ngày 1 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo quân đội Ukraine đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công vào khu vực Bát trong 24 giờ qua gần các khu vực đông dân cư Bilohorivka, vùng Luhansk, Vodnaki Skanka, Ivanivska, Glitschivka, Andriivka, vùng Donetsk. Mở đầu bản tin như thường lệ là một chiến công đẹp mắt của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, quân đội Ukraine đăng video phá hủy đoàn xe quân sự của Nga, trong đó có 4 xe tăng trên tiền tuyến. Các binh sĩ của lữ đoàn Shicheslav đã phá hủy một đoàn xe đối phương, 4 xe tăng và 2 xe chiến đấu bộ binh IFV. Nga đã biến thành sắc vụn sau cuộc tấn công của lực lượng dù. Lực lượng xung kích đường không Ukraine thông báo hôm 1 tháng 4, đồng thời đăng kèm video ghi lại vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin trên. Theo lữ đoàn xung kích đường không số 25, quân đội Nga cuối tuần trước đã thực hiện cuộc tấn công lớn nhất bằng xe tăng trong 25 tháng kể từ khi xung đột bùng phát. Lữ đoàn Ukraine đã đăng những hình ảnh mà họ mô tả là thiệt hại mà phía Nga phải gánh chịu. Theo phía Ukraine, Nga đã mất 1 phần 3 số vũ khí khi mở cuộc tấn công nhắm vào hướng Tokane, khu vực Abdivka, mặt trận Donbass. Lữ đoàn Ukraine không nêu rõ đã sử dụng biện pháp nào để ngăn chặn đoàn xe tăng thiết giáp Nga. Tuy nhiên, theo Pháp, Ukraine dường như đã thực hiện chiến thuật phòng thủ tiêu chuẩn thông qua xác định vị trí bằng máy bay không người lái, rồi tìm cách phá vỡ nhắm tấn công bằng pháo. Pháo có thể gây phân tán, rối loạn đội hình thiết giáp Nga, sau đó Ukraine có thể sử dụng bãi mìn và UAV để tiếp tục tấn công, chặn đà tiến của đối phương. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ là một chiến công đẹp mắt của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, máy bay không người lái của Ukraine đã sử dụng lựu đạn để tiêu diệt một chiếc xe tăng T-90M Rorif của Nga trong khu vực Donetsk. Đơn vị Shadow đã công bố video ghi lại việc tiêu diệt xe tăng địch này. Chiếc T-90M của quân xâm lược bị bỏ rơi và được phát hiện trên một trong những khu vực của mặt trận phía đông. Lý do người Nga bỏ lại xe tăng của họ vẫn là một ẩn số, tuy nhiên quân phòng thủ Ukraine đã quyết định tiêu diệt nó. Một máy bay không người lái Mavic đã được sử dụng để thả lựu đạn vào cửa tháp pháo đang mở. Sau vụ nổ, một đám cháy lớn đã bùng lên bên trong khoang chiến đấu của xe tăng địch. Có khả năng bên trong xe tăng chứa đạn và vụ nổ lựu đạn đã kích hoạt các đạn pháo 125 ly được xe tăng T-90 Embroriff mang theo. Xe chiến đấu của quân xâm lược đã bị thiêu rụi từ bên trong dẫn đến sự hủy hoại của nó. Thông tin sơ bộ cho biết chiếc T-90M đã bị phá hủy gần làng Tonenki, gần Abdivka ở vùng Donetsk. Đáng chú ý, xe tăng Nga được trang bị thêm một lớp giáp phản ứng nổ trên đỉnh tháp pháo, dự kiến để bảo vệ xe tăng khỏi các đe dọa từ máy bay không người lái và các nguồn đe dọa khác. Ngoài ra, có thể nhìn thấy hai hệ thống tác chiến điện tử IW phía sau tháp pháo được thiết kế để chống lại các đe dọa từ máy bay không người lái. Tuy nhiên, do không có tổ lái trên xe tăng T-90M, có thể rằng hệ thống này đã bị tắt và không thể ngăn chiếc xe tăng bị tiêu diệt. T-90M Rorif là một phiên bản nâng cấp của xe tăng chiến đấu chính T-90 của Nga với lớp giáp bảo vệ cao hơn được cài đặt trên tháp pháo mới, cũng như việc lắp đặt giáp cách nhau và giáp phản ứng nổ Reclit. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã nhiều lần tiêu diệt và bắt giữ các xe tăng T-90M của Nga trên chiến trường. Sau đây là một hình ảnh đẹp có thể ví như phượng hoàng tái sinh từ trong tro tàn. Được biết, lực lượng phòng thủ Ukraine đã có thể cắm một lá cờ màu vàng xanh gần Bắc Mút, cho thấy họ sẽ không nhường một mét nào cho quân chiếm đóng. Theo đó, vào ngày 1 tháng 4, gần Bắc Mút, lính biên phòng Ukraine đã cắm được quốc kỳ trên tháp nước. Các binh sĩ của đơn vị Phoenix, tức phượng hoàng lửa của lực lượng phòng vệ, đã có thể dương cao biểu tượng Ukraine giữa Kudimivka và Ozajanovka. Chỉ huy trinh sát Phoenix với bút danh Pan nói rằng lá cờ được đặt cách vị trí của quân xâm lược đúng 15 mét. Trong video trên kênh Telegram, quý vị có thể thấy một lá cờ trên tháp nước. Theo Pan, lá cờ màu vàng và xanh có biểu tượng của đơn vị được lắp đặt bởi những người điều khiển máy bay không người lái Vampire. Trước khi hoạt động, đơn vị đã chuẩn bị trong hai ngày. Giám đốc tình báo nói rõ rằng lá cờ được gắn vào một nam châm trong lúc những người chiếm đóng ở một tầng hầm gần đó. Chúng ta hãy nhớ lại rằng vào ngày 29 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rằng nếu lực lượng vũ trang Ukraine lấy lại các vùng lãnh thổ bị Liên bang Nga chiếm giữ sau năm 2022, thì Putin sẽ rút lui về biên giới năm 1991. Trước đó, ngày 26 tháng 2, các nhà hoạt động đã treo cờ Ukraine ở vùng núi Crimea bị chiếm đóng. Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cần sản xuất chính xác những gì cuộc chiến yêu cầu với số lượng cần thiết. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 1 tháng 4 cho biết các quan chức quân đội và chính phủ Ukraine đã có cuộc thảo luận kỹ lưỡng về các loại máy bay không người lái, từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV đến máy bay không người lái chiến đấu của Ukraine. Theo giới chức Ukraine, UAV đang cho thấy kết quả rõ rệt trong việc làm suy yếu tiềm năng quân sự của Nga ở hậu phương ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta phải sản xuất chính xác những gì cuộc chiến yêu cầu với số lượng cần thiết và kịp thời. Rõ ràng, máy bay không người lái sẽ là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi trong cuộc chiến này. Máy bay không người lái của Ukraine, chiến thắng của Ukraine, ông Zelensky nói. Theo ông Zelensky, cuộc họp của các quan chức Ukraine cũng tập trung vào hệ thống tác chiến điện tử, chúng ta hiện có một số lượng đáng kể các sản phẩm của Ukraine và các nhà sản xuất của chúng ta đặt quyết tâm cao độ trong việc tăng cường khả năng phòng thủ bằng tác chiến điện tử. Chúng ta đang cung cấp các nguồn lực nhà nước ở mức tối đa và đang nghiên cứu các giải pháp toàn diện. Các giải pháp sẽ cung cấp sự bảo vệ cần thiết cho toàn bộ mặt trận, ông nói. Theo Tổng thống Zelensky, mọi cá nhân trong chính phủ, lực lượng quốc phòng và an ninh Ukraine vốn chịu trách nhiệm về chương trình máy bay không người lái đều biết rõ nhiệm vụ của mình thời gian và hiệu quả trong việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất quan trọng và tôi dành lời khen cho tất cả những người làm việc hiệu quả 100% trong lĩnh vực này. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Hanna Vosdia hồi tháng 3 cho biết nước này dự kiến sản xuất 2 triệu máy bay không người lái trong năm nay. Bà nói rằng các công ty Ukraine hiện có thể sản xuất tới 150.000 UAV mỗi tháng. Hiện có khoảng 200 công ty Ukraine tham gia sản xuất máy bay không người lái, trong đó 60 công ty đã nhận đơn hàng từ chính phủ. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin tuyên bố Ukraine đang định vị là quốc gia tiên phong toàn cầu về công nghệ không người lái, với việc UAV trở thành vũ khí quan trọng trong tác chiến hiện đại. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng trong năm nay, Ukraine sẽ sản xuất hơn 1 triệu máy bay không người lái FPV và hàng ngàn chiếc có khả năng bay hơn 1.000 km, có thể bay tới các nhà máy lọc dầu ở Nga. Tổng thống Zelensky cũng chỉ thị Ukraine lập lực lượng riêng chuyên về vũ khí không người lái. Trong khi đó, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov thừa nhận lực lượng vũ khí không người lái riêng biệt sẽ cung cấp động lực mạnh mẽ cho sự phát triển công nghệ của quân đội. Ông Fedorov cho biết, trong năm qua, vũ khí không người lái đã về cơ bản thay đổi tình hình trên chiến trường, có hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và hỗ trợ các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết, vũ khí không người lái nội địa và nhận từ đối tác nước ngoài là vũ khí chủ chốt trong cuộc chiến chống lại Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay như thường lệ sẽ là những chiến công đẹp mắt của lực lượng phòng vệ. Đầu tiên là khoảnh khắc pháo binh lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy tổ hợp phòng không Strela-10 của Nga ở vùng Zaporizhia. Theo đó, lữ đoàn cơ giới 65 của Ukraine vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hệ thống pháo binh M1422 Mars phá hủy tổ hợp phòng không Strela-10 của Nga bằng một đoạn tấn công chính xác. Theo các nhà phân tích quân sự Kosin, vị trí của tổ hợp phòng không bị phá hủy được xác định nằm ở ngoại ô Mine thuộc vùng Zaporizhia. Trước đó vào tháng 1 năm nay, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cũng tuyên bố phá hủy tổ hợp phòng không này của Nga. 9K-35 Shela-10 là tổ hợp hóa tiễn đất đối không tầm thấp của Liên Xô, được sản xuất từ những năm 1973 và đưa vào biên chế trong quân đội năm 1976. Tổ hợp có nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu, binh sĩ trước cuộc tấn công trên không của đối phương. La 10 có trọng lượng 12,1 tấn, sử dụng khung gầm là xe bọc thép đa dụng MTLB, trang bị động cơ diesel IAMZ 238, công suất 240 mã lực, cho phép di chuyển với vận tốc 60 km/h, tầm hoạt động 500 km. Vũ khí chính sử dụng cho tổ hợp này là hỏa tiễn 9M37 được dẫn đường bằng hồng ngoại quang học. Mỗi hỏa tiễn có chiều dài 2,2m, đường kính 0,12m khối lượng 40 kg, trong đó đầu đạn nặng 3,5 kg. Hỏa tiễn có tốc độ tối đa đạt m2, trần bay 3.500 m và tầm hoạt động là 5.000 m. Suela-10 mang theo 4 hỏa tiễn đặt trong ống phóng sẵn sàng khai hỏa và 8 hỏa tiễn được đặt bên trong xe để tái nạp. Quá trình này chỉ diễn ra trong 3 phút. Ngoài ra, tổ hợp cũng được trang bị thêm một súng máy cỡ nòng 7,62 ly, mang theo cơ số đạn là 2.000 viên, tốc độ bắn 800 viên một phút và tầm bắn 1.500 mét. Đến với động thái đáng chú ý trên mặt trận giao tranh, thưa quý vị, được biết quân đội Ukraine đang tích cực xây dựng phòng tuyến thứ hai ở thành phố Zaporizhia. Động thái này được cho là nhằm bảo trì một trong những thành quả hiếm hoi của cuộc phản công mà nước này đã tiến hành hồi giữa năm ngoái. Bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Nga, các công nhân và kỹ sư xây dựng Ukraine đang ngày đêm xây dựng tuyến phòng thủ và các công trình kỹ thuật quân sự, bố trí hệ thống rào chắn tại khu vực thành phố. Hình ảnh do truyền thông Ukraine đăng tải cho thấy, có 13 công trường đang xây dựng các công trình kỹ thuật cùng 11.000 chiếc răng rồng đã được lắp đặt ở vùng Zaporizhia nhằm ngăn bước tiến của quân đội Nga Giới chuyên gia nhận định, các đơn vị Ukraine đang cố thủ tại vòng cung ở thành phố này, nơi họ từng đánh đổi bằng tổn thất cao về nhân sự và phương tiện chiến đấu, cũng là một thành quả hiếm hoi của cuộc phản công hồi giữa năm ngoái. Các quan chức Mỹ nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng Ukraine đang cố gắng bám trụ quá lâu tại những địa điểm vốn có rất ít giá trị chiến lược, đều đang gây ra tổn thất không nhỏ về binh sĩ và đạn dược, đặc biệt tại thời điểm viện trợ của phương Tây dành cho Kyiv đang chững lại. Tuy nhiên, đối với binh lính Ukraine, giá trị về mặt tinh thần của khu vực là không thể đo đếm được, giúp họ vững tin khi cuộc xâm lược bước sang năm thứ ba. Chuyển sang một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia khẳng định tất cả quốc gia thành viên NATO đều đã có nhân viên quân sự hiện diện ở Ukraine, song lực lượng này sẽ không tham gia vào cuộc chiến chống Nga. Thực tế, mọi quốc gia thành viên NATO đều đã có nhân viên quân sự ở Ukraine, chẳng hạn như các tùy viên quân sự hoặc những người thỉnh thoảng đến Ukraine. Những gì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói chủ yếu liên quan đến đào tạo nhân lực. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo The Press của Áo ngày 1 tháng 4, Ông nói các quân nhân NATO đang hoạt động tại Ukraine với tư cách là cố vấn và đang tham gia huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine ở Ba Lan, Anh, Estonia, Ông cho biết thêm, các quan chức quốc phòng phương Tây đang lên kế hoạch thành lập các trại huấn luyện ở Ukraine nhằm tránh các vấn đề liên quan đến biên giới và đẩy nhanh quá trình chuẩn bị. Đồng thời, ông Bevko khẳng định không có chuyện binh sĩ NATO trực tiếp tham chiến ở Ukraine nhằm chống lại Nga. Kịch bản này đã bị loại trừ, ông nhấn mạnh. Tổng thống Pháp Macron hồi tháng 2 cho biết các lãnh đạo phương Tây đã bàn đến kịch bản đưa quân vào Ukraine tuy ở thời điểm hiện tại chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này song phương tây không loại trừ bất cứ khả năng nào ý tưởng đưa quân đến ukraine hiện vẫn gây nhiều tranh cãi trong khi hầu hết các nước thành viên nato tuyên bố không có ý định khai triển lực lượng quân sự trên lãnh thổ ukraine một số nhà lãnh đạo tỏ ra ủng hộ ý tưởng này và cho rằng không nên loại trừ kịch bản đó Thưa quý vị, Hải quân Ukraine nói Nga đã di chuyển hầu hết chiến hạm khỏi bán đảo Crimea do liên tiếp hứng tập kích. Trong số vài tàu còn lại, chỉ còn một tàu mang hỏa tiễn. Nếu xét về tàu mang hỏa tiễn hành trình, hầu hết các đơn vị chiến đấu của Nga đã di dời, ngoại trừ một chiếc chưa từng khai hỏa lần nào. Đại úy Demitro Pletenchuk, phát ngôn viên Hải quân Ukraine cuối tuần trước cho biết, đề cập hạm đội biển đen Nga ở Crimea. Pletenchuk nói rằng tàu hỏa tiễn Nga duy nhất còn neo đậu ở bán đảo là Cyclone, chiến hạm lớp Karakert, được biên chế cho hải quân nước này vào tháng 7 năm 2023. Tàu lớp Karakert có lượng giãn nước 800 tấn, sở hữu khả năng khai hỏa hỏa tiễn hành trình Caliber, có tầm bắn 2.500 km và mang đầu đạn nặng hơn 400 kg. Ông Platanchuk cho biết, hạm đội Biển Đen từng được coi là lực lượng chính của Nga ở bán đảo Crimea, song hiện gần như đã hoàn toàn bị xua đuổi đương nhiên là vẫn còn một số tàu ở đó nhưng những tài sản có giá trị nhất đã được di dời phát ngôn viên hải quân ukraine cho hay bộ quốc phòng nga chưa bình luận về thông tin ukraine gần đây tiến hành nhiều cuộc tập kích bằng hóa tiễn hành trình tầm xa và xuồng không người lái tự sát nhằm vào hạm đội biển đen ở khu vực bán đảo crimea Kiev ngày 24 tháng 3 khai hỏa lượng lớn hỏa tiễn nhằm vào Crimea và tuyên bố bắn trúng bốn chiến hạm của Nga, bao gồm ba tàu đổ bộ Yaman, Azov Konstantin Olansky và trinh sát hạm Ivan Kurs. Các tài khoản phân tích thông tin nguồn mở cho biết Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn hành trình Storm Shadow trong vụ tấn công trong khi một số blogger quân sự Nga nhận định đối phương đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng kết hợp hỏa tiễn diệt hạm Neptune, 17 ADM-160 Mond và máy bay không người lái tự sát tầm xa. Bộ trưởng Quốc phòng Anne Granshap ngày 25 tháng 3 cho biết các đoàn tập kích của Ukraine đã gây ra tổn thất khổng lồ cho hạm đội Biển Đen và lực lượng này hiện không còn hoạt động. Một quan chức quốc phòng cấp cao của London hồi tháng 2 cho biết, khoảng một phần tư tàu chiến của Moscow ở Biển Đen đã bị chìm hoặc hư hại. Báo cáo tình báo ngày 31 tháng 3 của Bộ Quốc phòng Anh nói, nhiều chiến hạm giá trị cao của hạm đội Biển Đen đã được di dời từ cảng nhà Sevastopol tới thành phố Novorossiysk cùng Krasnodar miền nam nước Nga sau khi liên tiếp bị nhắm mục tiêu. Cơ quan này dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang đặt 4 chiếc xà lan chắn trước lối vào cảng Novorossiysk, dường như là biện pháp nhằm chặn các đoàn tập kích bằng xuồng tự sát của đối phương. Tàu chiến Nga từ cảng Novorossiysk vẫn có thể phóng hỏa tiễn hành trình vào các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine, song quãng đường di chuyển sẽ dài hơn, tạo điều kiện để đối phương có thêm thời gian để đối phó. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW trụ sở ở Mỹ nhận định, việc di dời chiến hạm tới Novorossiysk sẽ gây ảnh hưởng tới năng lực vận hành của hạm đội ở phía tây Biển Đen. Nga hồi tháng 3 miễn nhiệm tư lệnh hải quân Nga Nikolai Yadmanov và thay bằng đô đốc Alexander Moiseev, người từng lãnh đạo hạm đội phương Bắc, động thái được cho là liên quan tới thiệt hại lớn của hạm đội Biển Đen. Bên cạnh đó, theo Reuters, Nga và Ukraine tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái UAV của nhau trên biển đen ngày 1 tháng 4. Sự việc cho thấy cả hai bên dường như đang ngày càng chú ý vào việc phát triển và sử dụng UAV trong cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm của họ. Bộ Quốc phòng Nga viết trên nền tảng mạng xã hội Telegram rằng các đơn vị phòng không của họ đã chặn 6 UAV của Ukraine đang cố gắng thực hiện một cuộc tấn công khủng bố Thống đốc vùng biên giới Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov, báo cáo các đơn vị phòng thủ đã bắn hạ 19 mục tiêu trên không và cuộc pháo kích của Ukraine vào khu vực đã khiến 10 người bị thương. Trong khi đó, người phát ngôn của không quân Ukraine, ông Ilya Yevlas, nói với truyền hình quốc gia rằng lực lượng Ukraine đã bắn hạ một UAV Phobos của Nga, được ông mô tả là một trong những loại máy bay tinh vi và tốn kém nhất trong kho vũ khí của Moscow. Chúng tôi không thường xuyên bắn hạ được mục tiêu như vậy, nhưng chúng tôi đã làm được. Đó là một chiếc UAV Phobos đắt tiền. Ông Jeff Lab nói, ước tính giá trị của nó lên đến 8 triệu Mỹ Kim. Các ống phẩm quân sự mô tả Phobos là phiên bản UAV trinh sát của Nga được Israel sử dụng trong nhiều thập niên và có khả năng thực hiện hoạt động giám sát ở độ cao 5 km liên tục trong 16 giờ. Bà Natalia Humenia, người phát ngôn của nhóm quân phía nam Ukraine, cho biết Nga đang sử dụng những chiếc UAV Phobos thường xuyên hơn sau khi các đơn vị phòng không Ukraine thành công bắn hạ ít nhất hai máy bay cảnh báo sớm A-50. Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã quan sát thấy hơn 200 máy bay không người lái trinh sát hoạt động trong khu vực trách nhiệm của chúng tôi, từ Odessa đến Zaporizhia. Bà Humenia nói với đài truyền hình quốc gia Ukraine, số lượng hôm nay ít hơn một chút, Rõ ràng họ cần phải thay đổi sau khi mất những chiếc A50. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sản xuất máy bay không người lái trong nước sau khi tuyên bố mục tiêu sản xuất 1 triệu chiếc trong năm 2024. Chiến tranh đòi hỏi tổ hợp công nghiệp quốc phòng của chúng ta phải sản xuất càng nhiều càng tốt và kịp thời theo nhu cầu để giành chiến thắng. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm của mình Rõ ràng Ukraine trong cuộc chiến này sẽ là một trong những yếu tố quyết định cho chiến thắng và nó phải là của Ukraine. Máy bay không người lái Ukraine, chiến thắng của Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh, chúng tôi cần nhiều UAV hơn và hiệu quả hơn. Thưa quý vị, Mỹ cho biết Triều Tiên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Nga. Người phát ngôn ngũ giác đài Sabrina Shin cho biết trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 4, Triều Tiên đang trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Nga, được cho là đã cung cấp cho Moscow các gói quân sự phong phú, bao gồm hỏa tiễn đạn đạo và hơn 3 triệu quả đạn pháo. Xin nói, chúng tôi đánh giá rằng mối quan hệ đối tác tiếp tục phát triển và Triều Tiên tiếp tục hỗ trợ cho Nga. Chúng tôi thấy mối quan hệ hợp tác đó. Bạn biết đấy, chúng tôi tiếp tục thấy Nga tiếp cận với các đối tác như Triều Tiên, Iran để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Oleksandr Friskov, người đứng đầu văn phòng công tố tỉnh Kharkiv hôm 14 tháng 3 cho biết, Nga đã sử dụng gần 50 hỏa tiễn của Triều Tiên để tấn công Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, gấp 5 lần con số mà Park công bố. Một trong những trường hợp đầu tiên Nga sử dụng hỏa tiễn đàn đạo của Triều Tiên được ghi nhận vào ngày 30 tháng 12 năm 2000 năm 2023 trong một cuộc tấn công vào Zaporizhia. Sau đó, việc Nga sử dụng hỏa tiễn của Triều Tiên đã chính thức được xác nhận trong cuộc tấn công vào Kharkiv ngày 2 tháng 1. Hai trường hợp khác nhau về việc Triều Tiên phóng hỏa tiễn vào tỉnh Kharkiv đang được điều tra, theo văn phòng công tố địa phương. Tổn thất của Nga ở Ukraine đang nhanh chóng đạt đến những cột mốc quan trọng mới, thưa quý vị. Theo số liệu cập nhật do quân đội Kyiv công bố hôm Chủ nhật, thương vong của Nga tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này sẽ sớm lên tới 450.000 người. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Moscow đã mất 650 quân trong ngày hôm qua, nâng tổng số quân dự kiến hiện tại lên 442.170 người. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow đã mất 15 xe tăng trong 24 giờ trước đó. Theo quân đội Kyiv, Nga hiện đã mất gần 7.000 xe tăng và gần 15.000 phương tiện và xe chở nhiên liệu được sử dụng để duy trì hoạt động của xe bọc thép. Cả Nga và Ukraine đều không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng thương vong cũng như số lượng thiết bị quân sự mà họ đã mất trong hơn 25 tháng chiến tranh tổng lực. Tuy nhiên, Nick Reynolds, nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại London cho biết, nếu con số thống kê của Ukraine bao gồm tổng số thương vong cũng như số binh sĩ của Nga mất tích hoặc chết trong các tình huống không chiến đấu, thì đó là một con số hoàn toàn hợp lý. Chính phủ Anh đánh giá vào đầu tháng 3 rằng Nga có thể đã phải hứng chịu hơn 335.000 thương vong kể từ tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Anh liên kết điều này với việc gần như chắc chắn phản ánh cam kết của Nga đối với chiến tranh tiêu hao và quy mô lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào cuối tháng 2 rằng khoảng 31.000 binh sĩ đã thiệt mạng khi chiến đấu cho Ukraine chống lại Nga. Shoigu cho biết vào cuối năm 2023 rằng Kyiv đã phải hứng chịu 383.000 thương vong kể từ tháng 2 năm 2022, theo truyền thông trong nước đưa tin. Những tổn thất mặc dù đã thận trọng về các chi tiết cụ thể, nhưng vẫn rất lớn đối với cả hai bên. Tuy nhiên, Kyiv đã cảnh báo rằng Moscow có thể sẽ bắt đầu một cuộc tấn công mới vào cuối tháng 5 hoặc trong mùa hè, và nước này đang tăng cường quân đội mới cho nỗ lực này. Viện trợ trong tương lai từ Mỹ, nguồn hỗ trợ quân sự lớn nhất của Ukraine, vẫn đang ở thế bế tắc. Một gói mới trị giá 60 tỷ đô la đã bị mắc kẹt tại quốc hội trong nhiều tháng. Ngũ Giác Đài đã công bố một đợt viện trợ ngắn hạn trị giá 300 triệu đô la vào đầu tháng 3, nhưng nhấn mạnh rằng nó sẽ không đáp ứng được nhu cầu của Ukraine trong những tháng tới. Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có hỏa tiễn Patriot, không có thiết bị gây nhiễu cho tác diễn điện tử, không có đạn pháo 155 ly, Tổng thống Zelensky gần đây nói với The Washington Post. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ quay trở lại, rút lui từng bước một từng bước nhỏ, Tổng thống Zelensky nói thêm. Các nhà phân tích phương Tây và các quan chức Ukraine cho rằng sự chậm trễ trong viện trợ quan trọng của phương Tây đã cản trở các hoạt động và khả năng của Kyiv trong việc chống lại những lợi ích chậm nhưng ổn định của Nga. Thưa quý vị, cuộc chiến xâm lược của Putin không chỉ không khuất phục được quốc gia anh dũng Ukraine cũng như không ngăn được việc liên minh NATO mở rộng mà còn khiến cho nhiều nước vốn chịu ảnh hưởng bởi Nga có càng đảm chống lại sự áp bức và xây trục sang phương Tây. Được biết, cuộc tập trận quân sự quốc tế JCET 2024, huấn luyện trao đổi kết hợp chung với sự tham gia của Hoa Kỳ và Romania đã bắt đầu ở Moldova. Chúng được tổ chức tại các trung tâm huấn luyện của quân đội quốc gia, hạn chót là ngày 19 tháng 4 bộ quốc phòng lưu ý mục đích của cuộc tập trận là huấn luyện chung và trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng đặc biệt của moldova romania và mỹ cũng như tăng mức độ tương tác tác chiến giữa quân đội ba nước các binh sĩ của lực lượng đặc biệt moldova funger lightning và pantera panther cũng như đại diện của cơ quan an ninh nhà nước sẽ tham gia cuộc diễn tập quân đội sẽ thực hiện nhảy dù, tiến hành bắn đạn thật cả ngày lẫn đêm, đồng thời thực hành các hoạt động thực địa đối với các nhiệm vụ cụ thể, bao gồm cả việc sử dụng thiết bị quân sự. Moldova đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự với các nước NATO trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga đang diễn ra. Chisinau đã nhiều lần cáo buộc Moscow muốn tiến hành một cuộc đảo chính, Tổng thống nước Cộng hòa Maya Sandu lưu ý rằng Nga xâm chiếm Ukraine với mục đích tạo ra một hành lang quân sự trên bộ tới Moldova nhằm sau đó buộc phải thay đổi hệ thống hiến pháp ở đó. Tình hình leo thang vào cuối tháng 2 khi chính quyền Transnistrian yêu cầu Nga can thiệp do áp lực từ Moldova. Người khởi xướng lời kêu gọi là Tổng thống của nước Cộng hòa tự xưng và Vadim Krasnoselsky. Ông tuyên bố rằng một chính sách diệt chủng đang được áp dụng chống lại Transnistria. Các dấu hiệu của nó là bóp nghẹt kinh tế, hủy hoại vật chất một bộ phận người dân, từ chối sự bảo vệ pháp lý và nỗ lực cưỡng bức cấy ghép ngôn ngữ. Putin cũng đưa ra những tuyên bố tương tự khi nói về quyết định phát động chiến tranh ở Ukraine. Điều này làm nảy sinh giả định rằng một kịch bản tương tự sẽ xảy ra với Moldova. Sau ngày 24 tháng 2 năm 2022, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov liên tục nói rằng Moldova có thể trở thành Ukraine tiếp theo vì Tổng thống Maya Sandu của nước này háo hức gia nhập NATO, đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ không cho phép công dân của mình sống ở Transnistria trở thành nạn nhân của một cuộc phiêu lưu phương Tây khác. Cuộc điều tra của Trung tâm Hồ sơ cho biết khi bắt đầu cuộc xâm lược, Điện Kremlin đã chỉ thị cho FSB nghiên cứu ý tưởng mở mặt trận thứ hai từ Transnistria. Thông tin này cũng đã được xác nhận bởi nguồn tin của The Washington Post. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ lưu ý rằng Putin muốn biến Transnistria trở thành một thực thể ủy quyền được kiểm soát, có thể được sử dụng làm bàn đạp cho các hoạt động quân sự kết hợp chống lại Moldova, Ukraine và NATO sau đó Điện Kremlin kỳ vọng biến Moldova thành vệ tinh của Nga. Thưa quý vị, nhóm truyền thông Insider đưa tin, căn bệnh bí ẩn hội chứng Havana xảy ra với các nhà ngoại giao và điệp viên Mỹ trên khắp thế giới có thể liên quan đến vũ khí năng lượng mà các thành viên của đơn vị phá hoại tình báo quân đội Nga sử dụng. Một cuộc điều tra tình báo của Mỹ được công bố năm 2023 cho thấy rằng khó có chuyện một đối thủ nước ngoài chịu trách nhiệm về hội chứng Havana, căn bệnh được ghi nhận lần đầu tiên khi các quan chức đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Havana của Cuba báo cáo hồi năm 2016. Nhưng Insider, một nhóm truyền thông điều tra tập trung vào Nga có trụ sở tại Riga, Latvia đưa tin, các thành viên của đơn vị tình báo quân sự Nga, GRU có tên 29155 đã được bố trí tại hiện trường các sự cố sức khỏe hội chứng Havana được báo cáo liên quan đến nhân viên Mỹ. Cuộc điều tra nội bộ kéo dài một năm với sự hợp tác của các cơ quan truyền thông 60 Minutes và Der Spiegel của Đức cũng đưa tin rằng các thành viên cấp cao của đơn vị 29155 đã nhận được giải thưởng và thăng chức cho công việc liên quan đến phát triển vũ khí âm thanh không gây chết người. Nga trước đây đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến sự việc. Các triệu chứng của bệnh bao gồm đau nửa đầu, buồn nôn, mất trí nhớ và chóng mặt. Báo cáo của Insider cho biết, vụ việc đầu tiên có triệu chứng hội chứng Havana có thể xảy ra từ trước năm 2016. Họ cho biết có thể đã xảy ra các cuộc tấn công hai năm trước đó ở Frankfurt của Đức, khi một nhân viên chính phủ Mỹ làm việc tại lãnh sự quán ở đó đã bị đánh bất tỉnh bởi một thứ gì đó giống như một chùm năng lượng mạnh. Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật Havana năm 2021, cho phép Bộ Ngoại giao, CIA và các cơ quan chính phủ khác của Mỹ thanh toán cho cho các nhân viên và gia đình họ bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này trong quá trình làm nhiệm vụ. Như thế nào là đẳng cấp của quân đội hạng hai thế giới? Động thái sau đây của Hải quân Nga trước Ukraine, một quốc gia không có lực lượng hải quân chính thức, sẽ làm rõ điều đó. Theo phân tích mới, nga đang sử dụng một số xà lan để bảo vệ hạm đội biển đen đóng tại cảng Novorossiysk sau khi Kyiv buộc Moscow phải di dời nhiều tài sản của mình ra khỏi bán đảo Crimea sắp nhập và căn cứ của nó tại thành phố Sevastopol. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Anh hôm chủ nhật cho biết Moscow đang sử dụng 4 xà lan để bảo vệ lối vào căn cứ hạm đội biển đen tại Novorossiysk nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của cảng trước máy bay không người lái của Hải quân Ukraine. Nga đã chịu tổn thất nặng nề về hạm đội Biển Đen của mình dưới tay Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022, khi Điện Kremlin tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Kyiv đã sử dụng máy bay không người lái hải quân không người lái Magura V5 được sản xuất trong nước trong một loạt cuộc tấn công kịch tính vào hạm đội Biển Đen hạ gục một loạt tàu trong vài tháng qua. Thiết bị không người lái của Hải quân Ukraine đã phá hủy tàu hộ tống trang bị hỏa tiễn Ivanovets của Nga vào tháng 2. Cuối tháng đó, Kyiv cho biết họ nhắm mục tiêu vào Sisa Kurikov, một tàu đổ bộ lớn với các phương tiện mặt nước không có người điều khiển. Và trước đó vào tháng 3, Ukraine đã đăng tải đoạn phim cho thấy máy bay không người lái Makura V-5 tấn công tàu tuần tra Sergei Kutov. Ukraine cũng đã nhắm mục tiêu thành công vào các tài sản ở Biển Đen của Moscow bằng cách sử dụng hỏa tiễn chống hạm Neptune được sản xuất trong nước và hỏa tiễn hành trình tầm xa phóng từ trên không do phương Tây cung cấp. Các quan chức Ukraine ước tính Nga hiện đã mất tới 1 phần 3 hạm đội Biển Đen. Kyiv đã gây nguy hiểm cho các hoạt động của Nga ở phía tây bắc Biển Đen và Moscow đã di chuyển nhiều tài sản hải quân có giá trị ra xa khỏi tầm với của Ukraine, bao gồm cả căn cứ Novorossiysk. Các báo cáo cũng cho biết Điện Kremlin đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự mới tại cảng Ochamchire ở Akhazia, một khu vực ly khai của Georgia điều này sẽ đẩy tài sản của nga ra xa bờ biển ukraine hơn nữa. Chính phủ anh hồi đầu tháng này cho biết nga có thể đã hạn chế hầu hết các hoạt động của mình ở phía đông biển đen. Đầu tháng này, bộ trưởng quốc phòng nga Sergei Shoigu đã ra lệnh lắp đặt thêm vũ khí hỏa lực, hệ thống súng máy cỡ nòng lớn để tiêu diệt thiết bị không người lái của đối phương. Bộ quốc phòng nga cho biết trong một tuyên bố. Chính phủ Anh cho biết hồi đầu tháng này rằng Nga hiện đang ngụy trang các tàu của mình bằng sơn đen, có khả năng khiến các tàu chiến của họ trông nhỏ hơn và trở thành mục tiêu kém hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, hình bóng của các con tàu cũng được sơn ở bên các bến cảng, có lẽ nhằm gây nhầm lẫn cho người điều khiển phương tiện bay không người lái của Ukraine. Thưa quý vị, theo thông tin mà The Washington Post vừa nhận được, thì vào sáng ngày 2 tháng 4, máy bay không người lái đã bay tới Tatarstan của Nga và tấn công các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất máy bay không người lái Shahid của Iran trên lãnh thổ nước Cộng hòa này. Sáng nay, các doanh nghiệp của nước Cộng hòa ở Elabuga và Nizhnekamsk đã bị máy bay không người lái tấn công, không có thiệt hại nghiêm trọng, quy trình công nghệ của doanh nghiệp không bị gián đoạn. Người đứng đầu Tatarstan Rustam Minikhanov cho biết, theo ông, ở Yelabuga có những nạn nhân do cơ sở bị phá hủy, họ đang được hỗ trợ y tế. Ngoài ra, hai máy bay không người lái đã tấn công một ký túc xá ở đặc khu kinh tế Alabuga. Những máy bay không người lái này được trang bị thiết bị của các nước NATO, hai người bị thương. Kênh Telegram của SES Alabuga đưa tin. Theo cơ quan điều phối, nhiệm vụ thống nhất, tổng cộng có 7 người bị thương trong vụ tấn công ở Tatarstan. Như kênh điện tín Caution News lưu ý, ở Alabuga, máy bay không người lái đã phá hủy một khu phức hợp gồm 8 ký túc xá được xây dựng cho nhân viên của đặc khu kinh tế và sinh viên của trường đại học địa phương Alabuga Polytech vào năm 2022, một trong những ký túc xá Heron bị hư hại đáng kể. Bên cạnh đó, Nisnerkamsker, một máy bay không người lái đã tấn công một nhà máy lọc dầu, kênh điện tính 112 viết, theo kênh này, máy bay không người lái đã tấn công cơ sở công nghệ, sau đó xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa đã được dập tắt và không có thương vong về người. Tatarstan nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 1.200 km. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov cho biết các chuyên gia Ukraine đã tạo ra máy bay không người lái có tầm bay hơn 1.000 km. Năm 2023, Nga bắt đầu sản xuất máy bay không người lái Shahid của Iran tại một nhà máy ở Alabuga, nơi quân đội Nga sử dụng để tấn công lãnh thổ Ukraine. Mùa thu năm ngoái, công ty đã sản xuất gần 200 máy bay không người lái mỗi tháng. Đến tháng 9 năm 2025, nhà máy phải sản xuất 6.000 máy bay không người lái theo hợp đồng của Bộ Quốc phòng Nga. RBC Ukraine viết, dẫn một nguồn tin, Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào các mục tiêu ở Tatarstan. Chuyển sang diễn biến nóng hổi ở Trung Đông thưa quý vị. Một chiến hạm lớp sa 6 tối tân của Israel đậu tại căn cứ hải quân ở Eilat suýt trúng UAV tầm xa phóng từ Iraq trong vụ tập kích ban đêm. Để thể hiện sự ủng hộ với người dân Gaza cũng như đáp trả hành động thảm sát của Israel nhắm vào dân thường Palestine, các chiến binh phong trào kháng chiến Hồi giáo ở Iraq IRI đã sử dụng vũ khí thích hợp tấn công một mục tiêu quan trọng của đối phương. IRI ngày 1 tháng 4 ra tuyên bố dài quân đội israel idf xác nhận một máy bay không người lái tự sát đã tiến vào không phận nước này từ phía đông đánh trúng một công trình tại căn cứ hải quân elat iran chỉ đạo vụ tập kích chuẩn đồ đốc daniel hagari phát ngôn viên idf nói đây là sự cố rất nghiêm trọng idf đang rút kinh nghiệm từ vụ tập kích để cải thiện lưới phòng không ở elat iran chưa bình luận về tuyên bố này Truyền thông Israel cho biết, UAV tự sát đã bay từ Iraq qua Jordan và suýt đánh trúng một hộ vệ hạm cỡ nhỏ lớp Sa-6, được đánh giá là chiến hạm hiện đại nhất của Israel đang neo đậu tại căn cứ Eliad. Video quay vụ tập kích cho thấy chiến hạm lớp Sa-6 là mục tiêu của đoàn tấn công. Biên tập viên Tyler Rogoway của TWZ nhận định, tấn công chiến hạm tối tân của Israel chắc chắn là chiến thắng lớn cho IRI, tổ chức bảo trợ cho các nhóm dân quân thân Iran và được cho là bên phóng UAV. Chưa rõ loại UAV được dùng trong vụ tập kích, IRI dường như sở hữu kho vũ khí ngày càng phong phú với năng lực tác chiến cao, thậm chí có cả hỏa tiễn đạn đạo. Số vũ khí này được cho là do Iran cung cấp vụ tập kích nhằm vào Elias rất đáng chú ý vì nó cho thấy mức độ tinh vi đến mức đáng lo ngại của các nhóm dân quân tại Iraq. Rogoway cho biết, chiến hạm dễ tổn thương nhất khi ở cảng. Lực lượng hải quân Israel cần mọi con tàu họ có, đặc biệt là những chiếc hiện đại nhất. Vai trò của hộ vệ hạm cỡ nhỏ lớp SA-6 và SA-A-5 trở nên quan trọng hơn khi IDF gần đây đối mặt với các đoạn tập kích của lực lượng Houthi ở Yemen tấn công miền nam nước này. Các chiến hạm có thể mang theo tổ hợp phòng không vòng sắt phiên bản hải quân để đánh chặn hỏa tiễn. UAV của Houthi trên biển đỏ Hộ vệ hạm lớp SA-6 do Đức chế tạo có lượng giãn nước 1.900 tấn, dài 90m và tầm hoạt động 7.400 km. Hải quân Israel đang vận hành 4 tàu thuộc lớp Sa-6, chiếc đầu tiên biên chế tháng 11 năm 2020 và chiếc cuối cùng biên chế tháng 12 năm 2023. Chiến hạm lớp Sa-6 được trang bị một hải pháo ô tô Melara 76 ly, hai cụm vũ khí điều khiển từ Sa-Tifun có thể lắp pháo 20-30 đến 30 ly, 16 ống phóng hỏa tiễn phòng không Barak-8, 40 ống phóng hỏa tiễn của hệ thống vòng sắt, 16 hỏa tiễn chống hạm Gabriel 5 và hai ống phóng ngư lôi 324 ly. Thưa quý vị, tướng cấp cao Ukraine tiết lộ cách mà nước này đã ngăn Nga đưa quân sâu hơn vào khu vực Kyiv khi chiến sự nổ ra hơn 2 năm trước. Oleksandr Bavliyev Tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine đã tiết lộ rằng làng Moschun là nơi cuộc tấn công năm 2022 của Nga nhằm vào vùng Kyiv bị chặn lại đó là làng Mosjun vào ngày 19-20 tháng 3 năm 2022 đã có những trận chiến quyết định tại khu định cư này. Đây từng là đầu cầu đã bị Nga chiếm giữ và là mối đe dọa lớn đối với Kyiv. Nếu họ có thể tiếp tục tấn công thì Ukraine có lẽ đã xuống đường ở thành phố Kyiv để phòng thủ, ông nói. Theo ông Baflius, vào thời điểm đó, quân đội Ukraine đã cho nổ tung một phần con đập Kazirovichi ở lân cận và lượng nước từ hồ chứa Kyiv chảy vào sông Erpin nước dâng lên cao làm ngập một số khu vực khiến Nga không thể di chuyển lực lượng chủ lực, phá hủy đầu cầu mà Nga giành được trước đó. Đây chính là thời điểm cuộc tấn công của Nga vào Kyiv dừng lại, ông nói. Theo tướng Pavlyuk, sau khi nước dâng lên, Ukraine đã mở cuộc tấn công vào ngày 19 tháng 3 năm 2022 để cắt vào giữa lực lượng Nga và tiến vào hậu tuyến của Moscow tại vùng Kyiv. Lo ngại bị bao vây, Nga đã rút quân với tốc độ cao và bỏ lại các vũ khí, ông nói. Theo ông Balyuk, vào thời điểm đó, Nga đã điều động quân, dàn trải trên nhiều khu vực. Nga không có đủ nguồn lực để củng cố lực lượng và vũ khí ở Kyiv, dẫn tới việc họ quyết định rút về Donbass ở mặt trận miền Đông. Tướng Balyuk nhận định, một trong những tính toán sai lầm của Nga là họ ban đầu đã đánh giá thấp quân đội Ukraine và cả sự kháng cự của người dân Ukraine. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Nga được cho là muốn mở một cuộc đưa quân chống vánh vào Kyiv nhằm gây áp lực lên phía Ukraine. Tuy nhiên, nỗ lực này bất thành, Nga đã rút quân và cuộc xung đột tới nay đã trở thành cuộc chiến tiêu hao trong suốt hơn 25 tháng qua. Bà Lê Úc tiết lộ, ông đã thực hiện nhiều nỗ lực tăng cường khả năng phòng vệ của lực lượng thủ đô khi ông nắm giữ chức tư lệnh lực lượng phòng thủ Kyiv. Vào thời điểm Nga mở cuộc tấn công, tôi đã đảm nhận chức vụ chỉ huy lực lượng phòng vệ Kyiv. Và trong năm tôi đảm nhiệm chức vụ này, chúng tôi đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ, xây khoảng 1.000 km công sự, ba vòng phòng thủ xung quanh Kyiv. Chúng tôi đã tăng cường sức mạnh đáng kể cho mặt trận Chernobyl, nơi mà cho đến lúc đó chưa được coi là tuyến phòng thủ, ông nói. Ngoài ra, ông Ruslan Kraschenko, người đứng đầu chính quyền tỉnh Kyiv ngày 30 tháng 3 cho biết, Ukraine đang xây dựng hệ thống phòng thủ gồm 10.000 khối bê tông hình kim tự tháp hay còn gọi là răng rồng và các hào chống tăng. Đây được xem là nỗ lực của Ukraine nhằm gia tăng phòng thủ do lo ngại Nga có thể đạt được đà tiến lớn vì Kyiv đang cạn kiệt vũ khí sau khi viện trợ của phương Tây ngày càng trở nên nhỏ giọt. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay quân đội nước này đang trong quá trình liên tục xây dựng khoảng 2.000 km tuyến phòng thủ. Trong một diễn biến khác, thưa quý vị, Pháp được cho là đang gây sức ép với Trung Quốc về việc Nga xâm chiếm Ukraine và các vấn đề thương mại trước chuyến thăm Paris sắp tới của Tập Cận Bình. Điều này đã được hãng tung tấn Associated Press đưa tin ngoại trưởng pháp stefan surgenet trong cuộc hội đàm với người đồng cấp vương nghị tại bắc kinh phần lớn lặp lại quan điểm của các nhà lãnh đạo châu âu khác theo đó ông surgenet cho biết pháp mong muốn trung quốc với tư cách là nước lớn gửi tín hiệu rõ ràng tới nga về vấn đề ukraine tuy nhiên bắc kinh có quan điểm khác về ukraine so với châu âu và mỹ các nhà báo cho biết trung quốc có thể đang lắng nghe nga nhưng không rõ nước này đang truyền tải thông điệp gì theo surgenet Pháp dự định duy trì đối thoại chặt chẽ với Trung Quốc để giúp tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài ở Ukraine. Ngoài ra, dòng xe điện Trung Quốc tràn vào châu Âu đang trở thành vấn đề nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Tái cân bằng quan hệ đối tác kinh tế là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, cũng như các đối tác châu Âu của chúng tôi. Liên minh châu Âu là một thị trường rất cởi mở, cởi mở nhất trên thế giới, nhưng thâm hụt hiện tại với một số nước, trong đó có Trung Quốc, là không thể chấp nhận được, Sejonet nói trong một cuộc họp báo chung. Các quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại rằng làn sóng xe điện giá rẻ do Trung Quốc sản xuất có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất và dẫn đến mất việc làm ở châu Âu. Về phía Trung Quốc, các quan chức đã nêu lên mối lo ngại về chiến lược giảm thiểu rủi ro của EU nhằm bảo đảm không có sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ quốc gia nào về hàng hóa và khoáng sản quan trọng. Quan bày tỏ sự hiểu biết về lập trường của châu Âu nhưng bày tỏ hy vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý trong giới kinh doanh. Ông nói Tôi tin rằng thực tế đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh rằng Trung Quốc là cơ hội cho châu Âu hơn là rủi ro. Cả hai bên đều là đối tác chứ không phải đối thủ. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc việc chuyển giao gói vũ khí trị giá 18 tỷ Mỹ Kim cho Israel, bao gồm hàng chục máy bay F-15. Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết, Việc bán 25 máy bay chiến đấu F15 của hãng Boeing cho Israel đã được xem xét kể từ khi Mỹ nhận được yêu cầu chính thức vào tháng 1 năm 2023. Yêu cầu này sau đó được nâng lên thành 50 chiếc F15. Một nguồn tin thứ hai cho biết, việc đẩy nhanh quá trình bàn giao máy bay là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ông Galen đã đến thăm Washington vào tuần trước và hội đàm với các quan chức Mỹ, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Tổng thống Biden đang đối mặt với áp lực từ các đối tác nước ngoài, các nhóm nhân quyền và một số thành viên đảng Dân Chủ trong Quốc hội về việc phải áp đặt các điều kiện chuyển giao vũ khí nhằm kiềm chế cuộc tấn công của Israel ở giải Gaza. Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza đã khiến hơn 32.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường. Một quan chức Mỹ cho biết thời gian sớm nhất để chuyển giao máy bay là năm 2029. Israel đang tìm cách tăng cường phi đội máy bay chiến đấu, không chỉ để tiếp tục đối phó với Hamas, mà còn để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào từ nhóm vũ trang Hezbollah của Liban và từ Iran. Các nguồn tin cho biết, hợp đồng của Israel bao gồm 50 máy bay F-15 và các dịch vụ hỗ trợ, đào tạo, bảo trì, duy trì. Washington cung cấp 3,8 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ quân sự hàng năm cho đồng minh lâu năm Israel. Chính quyền Mỹ cho đến nay vẫn từ chối những lời kêu gọi đưa ra điều kiện về bất kỳ hoạt động chuyển giao vũ khí nào cho Israel, mặc dù các quan chức cấp cao của Mỹ đã chỉ trích Israel về số lượng lớn dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng vũ trang Ukraine có thể sớm bị buộc phải rút lui hơn nữa nếu viện trợ quân sự của Mỹ tiếp tục bị trì hoãn tổng thống zelensky cũng kêu gọi washington cung cấp thêm hỏa tiễn tầm xa để tấn công các sân bay ở crimea ông zelensky cho biết quân đội ukraine không thể lên kế hoạch cho các hoạt động phản công vì không biết liệu họ có đủ vũ khí cần thiết để tiến hành hay không ông nói nếu bạn không thực hiện các bước để chuẩn bị cho một cuộc phản công khác nga sẽ thực hiện chúng ông nói thêm đó là điều chúng tôi đã học được trong cuộc chiến này nếu bạn không làm nga sẽ làm sau cuộc phản công bất thành của Kiev vào năm ngoái, lực lượng Moscow đã giành được thế chủ động trên toàn chiến trường, trong khi Kiev đang ngày càng khó kiềm chế bước tiến của đối phương, phần lớn là do thiếu đạn dược. Điều này đã được chứng minh rõ ràng vào tháng 2 khi Nga chiếm Ajivka, buộc quân đội Ukraine phải rút lui khỏi thành phố và để nhanh việc xây dựng các tuyến phòng thủ xa hơn trên lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách nào đó để không rút lui, nhà lãnh đạo Ukraine nói và cho biết thêm rằng sau khi Ajivka thất thủ, lực lượng Kyiv đã chặn đứng đà sụp đổ. Chúng tôi đã ổn định tình hình nhờ những bước đi thông minh, ông nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông cảnh báo tình hình rộng hơn sẽ rất tồi tệ nếu không có thêm viện trợ quân sự. Ông nói, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có hỏa tiễn Patriot, không có thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, không có đạn pháo 155 ly, vân vân. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ lùi lại, rút lui, từng bước một, từng bước nhỏ. Cùng với việc tiến lên trên khắp các tiền tuyến, lực lượng Moscow cũng gia tăng tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Ngoài việc phải đối mặt với việc nguồn cung hỏa tiễn phòng không đang cạn kiệt, Ukraine còn thiếu hỏa tiễn tầm xa có thể tấn công các căn cứ, không quân, nơi máy bay ném bom Nga cất cảnh. Tổng thống Zelensky nói, Nga có hỏa tiễn, còn chúng tôi thì không. Họ tấn công bằng hỏa tiễn vào mọi thứ, khí đốt, năng lượng, trường học, nhà máy, tòa nhà dân sự. Ông Tha Thiết đề nghị, Attack MS-300, đó là câu trả lời. Attack MS là hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân tầm xa, sau nhiều tháng cân nhắc, Mỹ đã giao một số lượng nhỏ cho Ukraine vào tháng 10 năm 2023, nhưng đó là mẫu cũ hơn với tầm bắn chỉ khoảng 165 km. Mỹ có các biến thể Attack MS mới hơn với tầm bắn tối đa 300 km, nhưng cho đến nay vẫn chưa cung cấp cho Ukraine. Khi Nga biết chúng tôi có thể tiêu diệt những máy bay phản lực này, họ sẽ không tấn công từ Crimea, ông Zelensky nói nó giống như với hạm đội biển đen chúng tôi đã đẩy họ ra khỏi lãnh hải của mình bây giờ chúng tôi sẽ đẩy họ ra khỏi các sân bay ở crimea tổng thống zelensky nhấn mạnh rằng tranh cãi chính trị ở washington đang cản trở khả năng chống trả của ukraine chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa ukraine không thể là một vấn đề chính trị giữa các bên ông nói và nói thêm nếu ukraine sụp đổ putin sẽ chia cắt thế giới Đến với tình hình Trung Đông đang leo thang căng thẳng theo từng ngày, được biết vụ tấn công tòa lãnh sự Iran ở Syria khiến 7 cố vấn thiệt mạng, được coi là bước leo thang nguy hiểm nhất ở Trung Đông từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Syria và Iran cáo buộc quân đội Israel đêm 1 tháng 4 tiến hành vụ không kích phá hủy tòa lãnh sự Iran bên trong khu vực đại sứ quán ở Damascus, khiến tướng Mohammed Reza Zahedi, chỉ huy hàng đầu lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cùng 6 quan chức cấp cao cùng trợ lý thiệt mạng. Israel gần đây thường xuyên nhắm mục tiêu vào IRGC và nhắm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Syria. Theo viết nhiều lần cáo buộc Tehran hỗ trợ vũ khí cho Hezbollah và các nhóm dân quân trong trục kháng chiến tại Iraq, Syria, Liban, tiến hành các cuộc tập kích bằng hỏa tiễn, UAV vào lãnh thổ Israel đến nay các đòn ăn miếng trả miếng giữa israel và lực lượng dân quân được iran hậu thuẫn chưa gây ra phản ứng quyết liệt châm ngòi cho xung đột toàn diện ở trung đông ngoại trừ những cuộc giao tranh lẻ tẻ ở biên giới israel liban cả israel và iran dường như đang cố duy trì một lằn ranh đỏ mong manh để không gây ra tình huống đối đầu trực diện với nhau tuy nhiên vụ tập kích tòa lãnh sự có thể là giọt nước làm tràn ly làm thay đổi cán cân tình hình vốn rất mong manh ở trung đông giới chuyên gia nhận định về mặt kỹ thuật tòa lãnh sự và khu vực đại sứ quán tại syria là lãnh thổ có chủ quyền của iran khiến đây trở thành cuộc tấn công công khai nhất nhằm vào tehran trong nhiều năm trở lại đây Tướng Zahedi cũng là quan chức cấp cao nhất của Iran thiệt mạng trong một cuộc tập kích kể từ khi Mỹ phóng hỏa tiễn hạ sát tướng Qasem Soleimani của IRGC ở Baghdad hồi tháng 1 năm 2020. Các sự kiện ở Damascus hôm nay cho thấy Israel đã dồn lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vào góc tường. Mohammad Ali Shabani, chuyên gia phân tích Iran, bình luận viên tại tạp chí điện tử Amway.media, nhận định trong bài đăng trên mạng xã hội X. Theo Sabani, việc tòa lãnh sự bị tấn công đã khiến Khamenei bị bẻ mặt trước các đồng minh trong khu vực, và từ đây ông có thể sẽ phải đưa ra những biện pháp đáp trả cứng rắn hơn với Israel nhằm lấy lại vị thế. Các lực lượng thân Iran trong khu vực, đặc biệt là Hezbollah, hiện vẫn kiềm chế nhằm giữ cho xung đột với Israel không leo thang, trở thành một cuộc đối đầu toàn diện. Sau cuộc tấn công vào khu vực sứ quán Iran tại Syria, sự kiềm chế đó có thể sẽ không còn. Theo Stephen Cook, nhà phân tích thuộc hội đồng quan hệ đối ngoại trụ sở tại washington ircg sẽ ra lệnh nới lỏng những hạn chế đối với các lực lượng ủy nhiệm tại iraq và syria nhằm gây áp lực từ mọi phía lên israel iran cũng có thể chỉ đạo hezbollah leo thang các cuộc tấn công vào israel vốn đang ngày càng trở nên táo bạo và thường xuyên hơn ông nhận xét John Anterman thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS trụ sở tại Washington cho rằng cuộc tấn công có thể là tín hiệu răng đe mà Israel muốn gửi tới các đối thủ. Israel tin rằng nếu họ nhúng nhường, mối đe dọa sẽ gia tăng chứ không giảm bớt. Ông nói, họ cho rằng nếu làm điều gì đó tương tự như vậy một cách thường xuyên, liên tục, các đối thủ sẽ bị răng đe. Và chuyển sang diễn biến đáng chú ý khác, thưa quý vị. Donald Trump được một công ty bảo hiểm bảo lãnh khoản phạt 175 triệu đô la, ngăn cản khả năng cựu tổng thống bị tịch thu tài sản trong lúc kháng cáo vụ kiện ở New York. Công ty bảo hiểm Nice Specialty đã nộp khoản tiền bảo lãnh cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong vụ kiện dân sự ở bang New York, sau khi thẩm phán tòa phúc thẩm tuần trước phán quyết ông Trump có 10 ngày để nộp số tiền này, tài liệu của tòa án ngày 1 tháng 4 cho thấy. Với việc cựu tổng thống đã nộp tiền bảo lãnh, tổng trưởng lý New York Letitia James hiện không thể tịch thu tài sản của Trump để thi hành án phạt 464 triệu đô la. Phán quyết cấm các hoạt động kinh doanh của ông Trump ở New York cũng bị vô hiệu hóa trong quá trình chờ phúc thẩm. Thẩm phán New York Arthur Engoron hồi tháng 2 phán quyết cựu tổng thống Donald Trump phải nộp phạt 355 triệu Mỹ Kim với cáo buộc thổi phòng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Cộng với tiền lãi, số tiền phạt tổng cộng là 464 triệu Mỹ Kim. Ngoài hình phạt tài chính, ông Trump và các giám đốc điều hành Trump Organization còn bị cấm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao của bất kỳ doanh nghiệp nào ở New York trong nhiều năm. Ông Trump không chấp nhận phán quyết của tòa và đệ đơn kháng cáo, nhưng luật quy định ông vẫn phải nộp phạt hoặc được bảo lãnh trong quá trình chờ kết quả kháng nghị. Nếu kháng cáo thành công, số tiền đã nộp phạt sẽ được trả lại cho cựu tổng thống. Tòa phúc thẩm New York hôm 25 tháng 3 đồng ý cho cựu tổng thống giảm phí bảo lãnh khoản tiền phạt 464 triệu Mỹ kim xuống còn 175 triệu Mỹ kim và việc thi hành toàn bộ phán quyết sẽ bị tạm dừng nếu ông Trump nộp tiền bảo lãnh. Trước phán quyết này, ông Trump đối mặt nguy cơ phải bán tháo bất động sản hoặc bị chính quyền New York tịch thu tài sản. Alina Habba, luật sư của ông Trump hôm 1 tháng 4 cho biết, cựu tổng thống sẽ được minh oan sau khi kháng cáo. Như đã hứa, cựu tổng thống Trump đã nộp tiền, ông mong muốn được minh oan và lật lại phán quyết bất công này. Habba cho hay, Ông Trump, 77 tuổi, đang bị loạt vấn đề pháp lý bủa vây. Tuy nhiên, ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ đa số đảng Cộng hòa và sẽ trở thành ứng viên đại diện đảng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Theo ước tính của Pháp, vào ngày 1 tháng 4, ông sở hữu khối tài sản 5,7 tỷ Mỹ Kim. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới của The Saigon Post. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.